Rồi, hello mọi người, em quay trở lại kênh game của 24.vn. Tên là Sang ở Cần Thơ. Khi mà đầu video vô đó thì mọi người sẽ thấy cái địa chỉ và số điện thoại ở bên ngoài phía ngoài, cũng như là thông tin từ website hoặc là Facebook. Facebook fanpage của em là dụng cụ 24.vn. Cách đặt hàng thì đơn giản. Chúng ta có thể đặt trên website hoặc là trên cái Facebook khi mà có những sản phẩm trên Facebook á. Còn trong lúc mà giờ đang lên video này thì anh em chỉ cần nhắn cái mã hàng. Ví dụ như một cái mã hàng của cái sản phẩm này là cái sản phẩm mã gì, 1245 gì đó, thì chúng ta nhắn cái mã hàng khi nào nếu mà còn á thì chốt đơn cho mọi người. Chốt đơn là tức là bấm ok mã đó, còn không thì sẽ là có thể là có trả lời hoặc là không phản hồi lại thì là biết mọi người đã biết cái sản phẩm nó bán rồi. Rồi hôm nay em sẽ lên cái toàn là vít không, video này là toàn là vít, và những cái vít này là chỉ có ở bên em mới có thôi. Em nhập về về tìm những cái sản phẩm độc lạ, những sản phẩm mà mang tính độc đáo và cái chất lượng ứng dụng cao thì dành để cho anh em ta sử dụng. Thì hôm nay thì nó có vài sản phẩm. Trước tiên em sẽ lên cái sản phẩm đầu tiên giới thiệu mọi người là một cái túi Novik này rất đặc biệt của thằng Vassel, của thằng Vassel. Túi Novik này đây, Vassel Neon. Nó chiều từ đây tới đây là 150 ly hay gì đấy, 150. Tức là nếu mà nó tính từ cái chỗ này. Từ chỗ này xuống đây là 150, và tổng thể chiều dài của nó luôn á là được 240 ly. 240 ly tức là khoảng 2 tấc 4. Cái túi bích này nó đặc biệt cái chỗ là gì? Đó là nó phát quang được mọi người. Tức là khi mà cái túi bích này dành cho những anh em ta đi công trình hoặc là công trình hoặc là buổi tối. Tại vì thường khi mà chúng ta cúp, ta sửa chữa điện trong nhà buổi tối thì chẳng hạn nó cúp điện, chúng ta sửa chữa nó có hư hao thì ta sửa chữa phải không? Sửa chữa thì ta tắt đèn. Thì tắt đèn thì nó sẽ không có thấy được tối. Thì cái này nó có nhiệm vụ là nó sẽ phát quang lên cho chúng ta thấy được cái cầm cái túi bích này. Phát quang. Tức là khi mà bóng tối vào tối nó sẽ sáng cái chỗ những cái phần trắng này nè, sáng chừng luôn ha. Và khi tức là nó giống như cái công tắc đèn của mình á, cái cơ chế giống như công tắc đèn của mình á. Tức là nó phải có ánh sáng. Tức là bình thường mình treo bên ngoài để cho nó có hấp thụ ánh sáng á, thì khi cúp điện khi mà bóng tối vào bóng tối nó sẽ rất là sáng luôn ha. Đó, giống như cái công tắc cũng vậy, nếu mà để trong cái học không á, để lâu á, thì nó sẽ không có sáng. Chỉ cần để ngoài ánh sáng một xíu là hấp thụ ánh sáng thì cái này nó sẽ sáng lên sáng chừng luôn, ngay chạy cái chỗ này luôn đó, nó cũng sáng chừng luôn sáng lên. Cái này nó test thử nè, giống như nó giới thiệu ở đây cho mọi người xem thấy nè, thấy không? Cái đầu này là BH2 thông dụng nè, nó phát ánh sáng xanh neon, thấy không, của Vassel ha, dấu cộng BH2. Thì cái này giá của nó là 197.000 nha, mã là 0652. 0652 với giá 197.000 một cây. Giá này là giá chưa có phí ship. 197.000, 0652, 0652 ha, 197.000. Số lượng có giới hạn thôi mọi người. Nếu mà có muốn đặt nữa thì phải đợi, tức là khoảng cả tháng á ha, thì hàng nó mới có nữa. Tức là em phải đặt qua một tour rồi xong hết hàng rồi thì cái sản phẩm khác mới khác nữa về nữa thì quay tour một vòng nghĩa là mới có những sản phẩm tiếp tục những sản phẩm này nữa, cho nên là khoảng một tháng hơn mới có được cái này. Chúng ta đặt hàng ha, hàng rất là độc đáo rồi, rất là thiết thực luôn. Cần những anh em ta mua một cây ta để trong gia đình, ví dụ như sửa chữa ha, trong tối đó, trong tối chúng ta có thể thấy được cái túi bích 197.000, mã là 0652. Số lượng chỉ có giới hạn thôi ha, chỉ có như là về cũng khoảng được 60 cây gì đó. Rồi tiếp tục là một cái kế nữa, xong một kế nữa là đây là cái dòng này, đây cái thứ hai chúng ta có thể mua một cặp luôn. Vassel, tôi biết Vassel này hầu lô như chúng ta thường thấy, nhưng mà nó có một cái cây này nó có đặc điểm nữa là nó có một cái vòng đeo đây, nó tích hợp một cái vòng nhựa ở đây, vòng đeo đây, và kèm theo một cái dây để mà chúng ta móc vô,
dây này rất là chất lượng ha. Nếu mà chúng ta mua dây riêng cái này không á thì tầm 200.000 một cái cọng dây như thế này. Nếu mà mua mới nha, trăm mấy nó 200 một dây nè, trăm mấy nó 200 á, cọng dây này nè, tức là nó có thể là móc, chúng ta có thể móc cái như cái này là tích hợp theo đây thì nó móc cái túi vít khi mà chúng ta chèo lên cao, chúng ta dặn ha, thì có lỡ tay nó gớt xuống, lỡ tay gớt thì nó vẫn còn nằm ở chỗ trên mình chúng ta à, không thể mà không có cần phải leo xuống mà cho nó cực ha. Hoặc là chúng ta sử dụng cái vít này thì chúng ta nhắc vô túi dụng cụ, còn một cái thì chúng ta có thể móc cái cưa, cái kéo, cái búa gì đó vân vân, móc cái dây này nè. Nhưng mà đây thì nó tích hợp theo cái túi vít để nó móc cái túi vít. Thường là cái túi vít chúng ta dặn nhiều, ta sử dụng mà những anh em làm điện ha, ta chèo lên cao hay sử dụng nhiều thì cầm hồi mỗi tay gớt thì chắc là chúng ta ngồi chúng ta lụm đi xuống lụm tới đôi mắt thời gian rất là nhiều. Cái này là tiết kiệm thời gian và an toàn cho người bên dưới đây ha. Có móc nè, cái này là pH 2 và cái chiều dài của nó là 100 mm, tức là nó tính từ cái khúc này cho tới xuống cái mũi này, từ đây nè cho tới đây là 100 mm, còn khúc này là nó khoảng 100 mấy, thì tổng dài của nó là khoảng 220 hơn ha, khoảng 220 ly trở lên á của Vessel. Và cái này là sản phẩm này của nội địa nha, sản phẩm nội địa Red of Japan nè ha. À, là đẹp. B cái này là pH 2, chúng ta mua thì chúng ta có thể mua nguyên cặp luôn. Cái bên đây là dấu trừ, cái này là trừ 6 cũng rất là phổ thông luôn ha, thường là -6 và pH 2 là phổ thông nhất đó, -6 và pH 2 mua nguyên cặp luôn ha. Thì giá ở đây á là giá cây này pH 2 á, dấu cộng là 240, mã là 2234 nha, với giá 240.000. Còn cái này 2233 giá 230, rẻ hơn 10.000, tại vì nó là dấu trừ ha. À, chúng ta nên mua nguyên cặp 2233 giá 230, còn 2234 giá 240.000 một cây. Giá này là giá chưa có phí ship nha, chưa phí ship, hàng nội địa Nhật chính hãng luôn à, phải thù luôn, rất là xịn nha. Cái dòng túi mic á, thật ra thì em nói cái này thì nó có thể là đụng chạm với hãng, nhưng mà cái hãng mình vẫn có bán những cái hãng vui gia vẫn có bán, nhưng mà có một số cái thì có những cái hãng khác nó không chuyên, nó có đấy, nó có sản phẩm đấy nhưng nó không chuyên. Thằng Vessel là nó chuyên nhất thôi, thằng Vessel nè, thằng Sinlat nè, Anet nè, là ba thằng này là chuyên về túi vít, chuyên về những cái mũi vít, những cái đồ gì mà nói chung là dặn vít, nó là chuyên nhất ha. Anet, Vessel, Sinlat là ba ông này. Còn những cái ông khác á, nó bán khi nó rất là rẻ, giá nó rẻ hơn chút xíu, nhưng mà nó không có bằng, chất lượng nó không bằng. À. Rồi, ở đây số lượng này cũng có giới hạn thôi, số lượng rất là giới hạn, không có thấy đâu. Em tranh thủ để đặt nha. Rồi, đây là cái cây này, cái này thì nó dài hơn cái cây này. Đó, nói chung là chúng ta mua thì chúng ta quất luôn ba cây lượng lượt luôn ha, và số lượng có giới hạn, đặc biệt chỉ có bên em mới có, không có, mọi người đi đâu thì tất cả luôn tìm không có ha, chỉ có mua qua bên Nhật thôi chứ ở đây không có. Cái này thì chiều dài của nó hơn cái này, chiều dài của nó tới cái này nó dài cái khúc này là tới 150, tổng dài của nó là 240 ly luôn, 240 mấy ly á tổng dài. Cái thứ này đó, nó dài hơn cái này, nó khoảng 50 ly, 5 phân á, dài hơn 5 phân. Thì cái này giá 270.000, 270, mã là 2235. 2235 với giá 270.000 một cây này, giá này giá chưa có phí ship nha. Giá chưa phí vận chuyển, Đó, số lượng đây nè, trên bàn này có nhiêu đó là hết luôn á, không có nữa đâu. Rất là giới hạn về số lượng. Xong rồi phải qua một tour, khi là cả khi thì sớm thì nếu mà nó cái hàng nó bán rất là chạy ha, có nhu cầu rất là nhiều, anh em rất nhiều thì mới có là quay lại tour sớm ha, thí dụ như là 10 ngày 15 ngày thì có nữa. Còn nếu mà cái sản phẩm nó còn lại bán mà vừa hết luôn thì chắc là cũng cả tháng nha, cả tháng hơn thì mới quay lại nữa. Rồi, tiếp tục, đây là những cái túi nữa, còn những cái sản phẩm này của Vessel luôn,
Cái này thì nó cái cán của nó bằng cao su, cán cao su rất là cứng, cầm rất đã tay. Ở trên này nó có gì đây, cái này là nó dùng để mình, nó cái nhám này nè để mình kẹp á, để mình dùng cái kìm á, mình kẹp cho nên mình giữ để mình dặn á. Ví dụ như cái lực tay mình dặn mà nó yếu, nó không đủ lực thì mình có thể mình lấy cái kìm để mình dặn đó ha. Cái có loại thì nó là để cái đầu, mà cái đầu lục giác ở đây để mình dặn cái cờ lê, còn cái này mình lấy cái kìm mình dặn ha, kìm bấm rồi đó mình dặn vô. Cái này kích thước của nó, kích thước của nó cũng là BH2 luôn ha, BH2. BH2 và chiều dài ở đây là 10 cm. 10 cm. Ở cái này nè. Tổng dài của nó thì được là 21 cm. Của cái dòng này nè. Cái loại dòng này nè thì nó có cái loại của thằng Thái Lan và của thằng Nhật Bản. Là sản xuất tại Nhật và sản xuất tại Thái Lan. Cái này thì cái cây này thì sản xuất tại Nhật. Sản xuất tại Nhật, Japan ha, giá nó cao hơn. Mới 100% nha mọi người, hàng mới. Nó để ở đây nè, nó có cái, nó mạ một cái lớp nhám ha, bên này nó để mạ cái lớp gì như thế này nè, lớp nhám giống như hôm qua cái vít gây ra nó gì, để mà tăng cái độ bám vào cái đầu đầu vít của mình, nó chống trượt ha, là nó sẽ ít có bị dặn, ít bị tuôn cái tuôn cái đầu đầu vít, và cũng ít người hơn cái này, nó tăng cái độ cứng, và thứ hai nữa là nó tăng cái độ nhám để nó bám chặt cái con ốc, bám chặt con vít. Giá 140, mã là 0653, 0653 với giá 140.000, giá này là giá chưa phí vận chuyển nha, 0653 giá 140 một cây, giá chưa phí ship. Rồi đây là cái tiếp tục là một cái vít lùn sinh lát tự động. Vít lùn sinh lát tự động này là xoay hai chiều à, lúc trước em bán là cái loại cũ á, loại cũ có loại mới, cái này là loại mới nha, cái này hàng mới, mới nhập, nhập mới luôn à, thấy cũng có nhu cầu nên em nhập cái này. Là nó hai đầu, một cái đầu là BH2 và đầu là chiều 6 à, sắp tới nó về thêm một cái loại nữa, cái loại mà cầm như thế này nè, nó cái tay cầm nó vững hơn, tăng lực dặn hơn, và nó có nhiều đầu nữa, nó nhiều đầu nữa, sắp tới có về cái loại đó nữa. Cái này giá 195.000, 195.000, mã là 0651, 0651 giá 195.000, hàng nội địa Nhật nha, hàng chính hãng đàng hoàng, à, hàng chính hãng, 195.000. Đây mở ra mình xem nha. Xoay hai chiều, đầu BH2 và đầu dẹp chữ 6, sinh lát 192, cái này là mã của nó là sinh lát nô 192 à. Giá 195.000, mã là 0651, 0651 195.000, giá chưa phí ship. Rồi tiếp tục là cái vít này, vít này hôm rồi em mới về á, hôm rồi có review rồi, hôm nay sẽ nói lại vít của hiệu Tokuma nội địa Nhật. Tokuma này thì nó cũng rất là tốt nè, nó có cái đảo đầu, rưỡi đầu hai chiều và nó mạ vàng này để tăng cái độ cứng nha, mấy cái rồi bạn thì BH2 và chữ 6 luôn. Cái này thì từ đây tới đây nó là 100 ml. Thì cái mũi anh em hôm qua hôm kia vậy, anh em mua đó ha, bán hôm qua hôm kia đó, cái mũi đó em có thể đút vô đây, ta đút vô đây ta để mà sử dụng luôn cũng được đó này. Đây đó. Này nó cũng khóa lại, chúng ta gỡ lên như thế này, kịch lên để mà mở ra đó. Thì cái vít như hôm rồi nó có qua, hôm qua anh em mua nó có thể ta gắn vô đây được nè, gắn vô đây luôn, gắn vô đây sử dụng được nè ha. Này thì nó BH2 và đầu dẹp Tokuma. Cái
thì giá của nó là 170.000, mã là 0631. 0631 giá 170 nha. 0631 giá 170.000. Giá chưa có phí vận chuyển 170. 170. Tức là thay vì em mua cái cán hôm trước em có bán cái cán thì nó cũng tầm trăm mấy. Cái cây này nữa thì nó khoảng giá 170.000 ha. 0631, 0631 giá 170, giá chưa có phí ship nha. Cái bít này nè thì anh em có thể sử dụng những cái mũi bít ngắn hơn. Chúng ta có nhu cầu chúng ta gắn những cái mũi ngắn hơn để mình dặn. Hay có những cái thì mình dài quá mình dặn mình giữ không được thì mình cần cái những cái đầu bít ngắn, mình gắn cái đầu bít ngắn vô mình sử dụng. Đầu bít ngắn là bên em có bán nha, tức là hôm qua đó có bán, tức là cũng có hết. Ví dụ như cái một cái đầu bít dài như thế này em ta gắn vô, đơn giản thôi. Đó. À, muốn dài thì mình mua cái mũi vít dài mình gắn vô, muốn ngắn thì mình mua cái vít ngắn gắn vô. Nó có cái ngắn đây là đúng cái chuẩn của nó luôn, hai cây này là đúng chuẩn của Nhật, chuẩn đuôi dài. Giá 170 nha, mã 0631. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin hoặc gọi điện vào số điện thoại là 0933 119 646. Rồi, chào cả nhà nha. Nhớ like và bấm đăng ký để theo dõi cái những video kế tiếp. Rồi, chào cả nhà.